Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn nút like nếu thông tin là hữu ích, chia sẻ phản hồi và giúp chia sẻ video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Diễn biến tình hình mới nhất cuộc chiến Nga và Ukraine, Nhà Trắng nói rằng tình báo cho thấy ông Putin bị các cố vấn thông tin sai về tình hình Ukraine. Ông Putin yêu cầu Mariupol phải đầu hàng trước khi Nga ngừng bắn. Ba Lan chấm dứt nhập khẩu dầu của Nga, trong khi Đức đưa ra cảnh báo về mức khí đốt tự nhiên. Kha lên kế hoạch cho chuyến bay chở khách dài nhất thế giới, tránh không phận của Nga. Nghiên cứu cho thấy những người lớn lên ở nông thôn có thể xác định phương hướng tốt hơn những người sống ở thành phố. Và một nghiên cứu mới cho biết ăn trái bơ hàng tuần có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Hoàng Anh. Thưa quý vị, trong diễn biến tình hình giao tranh của Nga và Ukraine, Nhà Trắng nói rằng các quan chức tình báo Mỹ đã xác định tổng thống Nga Vladimir Putin đang bị các cố vấn của ông thông tin sai về hoạt động quân sự kém cỏi của ông ở Ukraine. Các cố vấn quá sợ hãi khi nói với ông về sự thật về cuộc chiến này. Những phát hiện mới được giải mật gần đây cho thấy, ông Putin nhận thức được tình hình khi có thông tin đến với ông và hiện có căng thẳng dai dẳng giữa ông và các quan chức quân sự cấp cao của Nga. Mỹ tin rằng Ông Putin đang bị lừa dối không chỉ về hiệu suất của quân đội mà còn về nền kinh tế Nga đang bị Tây liệt như thế nào bởi các lệnh trừng phạt bởi vì các cố vấn cấp cao của ông quá sợ hãi để nói với ông ấy sự thật. Chính quyền Mỹ hy vọng rằng việc tiết lộ phát hiện có thể giúp thúc đẩy ông Putin xem xét lại các lựa chọn của mình ở Ukraine theo một quan chức Mỹ. Trong khi đó thì Tổng thống Biden nói với Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc gọi kéo dài 55 phút rằng khoản viện trợ trực tiếp bổ sung 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine đang được tiến hành. Đó là sự bùng nổ mới nhất trong sự trợ giúp của Mỹ khi cuộc xâm lược của Nga tiếp tục diễn ra. Ông Putin đã yêu cầu Mariupol phải đầu hàng trước khi Nga ngừng bắn. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói việc bắn phá thành phố Mariupol ở phía nam Ukraine sẽ chỉ ngưng khi quân đội Ukraine đầu hàng. Ông Putin có bình luận trên trong một cuộc điện đàm dài một tiếng đồng hồ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đêm thứ ba. Điện Kremlin nói trong một thông cáo. Nhưng các quan chức Pháp nói vì Tổng thống Nga đã đồng ý xem xét kế hoạch di tản thường dân khỏi thành phố. Những hình ảnh mới từ vệ tinh cho thấy mức độ hủy hoại mà bom đạn Nga đã gây ra tại thành phố này. Những bức ảnh do hãng quan sát trái đất từ vệ tinh Maxar đưa ra cho thấy các khu dân cư bị san phẳng chỉ còn là đống đổ nát. Và nổi rõ pháo cao xạ Nga đang trong tư thế bắn ở ngoại ô Mariupol. Các quan chức Pháp từ điện Elise gọi tình hình ở thành phố là thảm họa và nói thêm rằng thường dân phải được bảo vệ và rời khỏi thành phố nếu họ muốn. Họ phải được tiếp cận viện trợ lương thực và thuốc men mà họ cần. Tình hình nhân đạo rất tồi tệ này gắn với việc quân đội Nga bao vây thành phố. Thông cáo này viết, Pháp cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và một số tổ chức nhân đạo khác đã đề nghị một kế hoạch di tản người dân với ông Putin. Trong khi đó, quân đội Ukraine đã cảnh báo rằng Nga đang tập hợp lực lượng của mình để tập trung chiến đấu ở các khu vực phía đông của Donetsk và Luhansk, được gọi chung là Donbass, phần lớn nằm trong tay lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn. Về pháo kích, thống đốc Ukraine ở Donetsk nói rằng đã có cuộc pháo kích của Nga dọc theo tất cả các thành phố và thị trấn trên chiến tuyến chia cắt hai bên. Các cuộc pháo kích cũng đã được báo cáo ở khu vực Luhansk. Các nhà chức trách ở đó cho biết đã có 35 cuộc tấn công bằng pháo vào các thị trấn địa phương trong 24 giờ qua. Ở Mariupol, các lực lượng Nga vẫn đang cố gắng chiếm thành phố cảng phía nam Mariupol bị bao vây. Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Ukraine cho biết Bất chấp cam kết của Nga hôm thứ Ba là giảm mạnh các hoạt động tác chiến quân sự xung quanh Kiev và thành phố phía Bắc Zhenyiv, thống đốc khu vực Zhenyiv cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào thành phố này suốt đêm. Ở Kiev, có thể nghe thấy tiếng pháo ở rìa trung tâm thành phố Kiev vào sáng nay. Thị trưởng Zhenyiv ở miền Bắc Ukraine cho biết các cuộc bắn phá của Nga đã tăng cường trong 24 giờ qua, với hơn 100.000 người bị mắc kẹt với nguồn cung cấp chỉ có thể kéo dài trong khoảng một tuần. Thống đốc ở Donetsk cho biết, Nga đang nã pháo vào gần như tất cả các thành phố dọc theo chiến tuyến, chia các lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát khỏi các khu vực do Velikai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Donetsk. Thị trưởng địa phương cho biết, khoảng 80 dân thường đã thiệt mạng và khoảng 450 người bị thương tại thành phố Mykolaiv miền Nam Ukraine kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Trong diễn biến các nỗ lực đàm phán ngoại giao, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã thảo luận về hỗ trợ phòng thủ, cụ thể với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ vào thứ Tư. Điện Kremlin thì cho biết tất cả các mặt hàng xuất khẩu lớn của Nga có thể sớm được tính bằng đồng rúp của Nga. Người phát ngôn của chính phủ cho biết Đức sẽ tiếp tục thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng euro hoặc là đô la, sau khi Tổng thống Nga Putin nói chuyện với Thủ tướng Đức Scholz. Một quan chức nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc cho biết, Nga có thể đã phạm tội ác chiến tranh vì đã giết hại dân thường và phá hủy các bệnh viện tại các thành phố của Ukraine. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, số lượng người Ukraine chạy ra khỏi nước ngoài hiện là hơn 4 triệu người. Ba Lan chấm dứt nhập khẩu dầu của Nga trong khi Đức đưa ra cảnh báo về mức khí đốt tự nhiên. Ba Lan vào thứ tư đã công bố các bước để chấm dứt nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm, trong khi Đức đưa ra cảnh báo về mức khí đốt tự nhiên và kêu gọi người dân tiết kiệm. Những dấu hiệu mới cho thấy cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã làm leo thang căng thẳng về việc bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu. Ba Lan là quốc gia đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine đã dẫn đầu liên minh châu Âu về việc nhanh chóng cắt bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga. Khối 27 quốc gia đã từ chối xử phạt năng lượng vì phụ thuộc vào Moscow về nhiên liệu cần thiết cho xa hơi, điện và hệ thống sưởi và công nghiệp, nhưng họ đã công bố các đề xuất để tự cắt bỏ những nguồn cung cấp đó. Khối châu Âu đang chuyển sang đầu tư vào năng lượng tái tạo như một giải pháp lâu dài, nhưng cũng đang tìm kiếm các nguồn nhiên liệu hóa thạch thay thế bao gồm một thỏa thuận mới với Hoa Kỳ để nhận thêm khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển bằng đường tàu. Ba Lan đang mở rộng một nhà ga LNG, khí tự nhiên hóa lỏng để nhận hàng từ Canada, Mỹ, Na Uy và các nhà xuất khẩu khác. Một đường ống Baltic mới đưa khí đốt từ Na Uy dự kiến sẽ mở vào cuối năm nay. Nước này cũng đang giảm sự phụ thuộc vào dầu của Nga thông qua các hợp đồng với Ả Rập Xê Út, Mỹ và Na Uy và đang xem xét nhập khẩu từ Kazakhstan. Đức thì đã đưa ra cảnh báo sớm hôm thứ tư về nguồn cung cấp khí đốt và kêu gọi các công ty và hộ gia đình tiết kiệm trong bối cảnh lo ngại rằng Nga có thể cắt giao khí đốt trừ khi được thanh toán bằng đồng rúp. Người phát ngôn điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết hôm thứ tư rằng việc chuyển thanh toán khí đốt của Nga sang đồng rúp sẽ là một quá trình rút tiền. Ông lưu ý rằng luôn có khoảng cách giữa nguồn cung cấp khí đốt và các khoản thanh toán, và chính phủ sẽ sớm công bố chi tiết về kế hoạch mới. Hãng hàng không Cathay lên kế hoạch cho chuyến bay chở khách dài nhất thế giới tránh không phận Nga. Hãng hàng không cho biết hôm thứ Ba rằng Cathay Pacific đang lên kế hoạch cho chuyến bay chở khách dài nhất thế giới bằng cách định tuyến lại tuyến New York đến Hồng Kông qua Đại Tây Dương thay vì Thái Bình Dương. Cathay hiện đang xin phép bay quá cảnh cho hành trình bay qua Đại Tây Dương, châu Âu và Trung Á. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, các chuyến bay từ Hoa Kỳ và 8 quốc gia khác sẽ được phép hạ cánh trở lại Hồng Kông, một số hạn chế nghiêm ngặt nhất của Covid-19 trên thế giới được nới lỏng. Nghiên cứu cho thấy những người lớn lên ở nông thôn có thể xác định phương hướng tốt hơn những người sống ở thành phố. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người lớn lên ở nông thôn có khả năng định hướng và kỹ năng điều hướng tốt hơn những người lớn lên ở thành phố. Để tìm hiểu xem môi trường thời thơ ấu ảnh hưởng như thế nào đến khả năng điều hướng, các nhà khoa học đã xem xét cách thức gần 400.000 người từ 38 quốc gia chơi trò chơi điện tử di động được thiết kế cho nghiên cứu khoa học thần kinh. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng C Hero Quest được tạo ra vào năm 2016 để nghiên cứu bệnh Alzheimer và kể từ đó đã được gần 4 triệu người chơi. Những người lớn lên ở các vùng nông thôn đạt điểm cao hơn bởi vì nông thôn là một môi trường khá phức tạp. Các vùng nông thôn rất thiếu tổ chức với khoảng cách xa hơn, nghĩa là bạn phải ghi nhớ lộ trình của mình. Tuy nhiên, những người mà được nuôi dưỡng ở các thành phố phức tạp hơn như là Paris và Prague đã làm tốt hơn nhiều so với những người đến từ các thành phố có quy hoạch đường phố có trật tự như là Chicago các nhà nghiên cứu cũng đã phát triển một phiên bản mới của trò chơi được gọi là City Hero Quest để kiểm tra cách cư dân thành phố sống như thế nào trong môi trường tự nhiên của họ. Những người lớn lên ở các thành phố quản lý tốt hơn trong các quy hoạch đường phố so với những người lớn lên trong nước. Cũng theo một nghiên cứu mới về sức khỏe, và theo nghiên cứu này thì bạn chắc sẽ muốn ăn trái bơ nhiều hơn ăn bơ hàng tuần có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu mới cho thấy, ăn ít nhất 2 phần bơ mỗi tuần có thể giảm nguy cơ phát triển một số loại bệnh tim. Việc tiêu thụ chất béo không bảo hòa, có nguồn gốc thực vật, có thể cải thiện chất lượng chế độ ăn uống và là một thành phần quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi trong 30 năm, hơn 68.780 phụ nữ từ nghiên cứu sức khỏe của y tá, và hơn 41.700 nam giới từ nghiên cứu theo dõi chuyên gia y tế. Những người không bị ung thư, bệnh tim và đột quỵ vào đầu giai đoạn nghiên cứu. Sau đó, thì chế độ ăn của những người tham gia được đánh giá 4 năm một lần thông qua một bảng câu hỏi. Bản câu hỏi đo lượng bơ của họ, một phần ăn tương đương với một cốc trái bơ. Trong thời gian nghiên cứu, thì các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 9.185 trường hợp bệnh tim mạch vành và 5.290 lần đột quỵ. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những người tham gia ăn hai hoặc là nhiều phần bơ mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 16% so với những người hiếm khi tiêu thụ loại quả này và nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành thấp hơn 21%. Các nhà nghiên cứu cũng kết luận thông qua mô hình thống kê rằng thay thế một nửa khẩu phần ăn bơ margarine, bơ butter, trứng, sữa chua, format hoặc là thịt chế biến hàng ngày thay thế bằng trái bơ có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch từ 16% đến 22%. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Một lần nữa chúng tôi kính mời quý vị, nếu chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và đón theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.